cưng đôi dài dữ vậy đó hả? Đó giờ không có dài luôn hả sập? Không. À, sập tính có không? Không. Sập ơi không mang dài. Ừ, sao hả? Ít mà. Tại không có mang hay là sao? Không có ít. Tại không có nên không mang ha. Mang dài thì thường thường mình đi đám mới tiệc thì mình mới mang chứ bình thường đâu mang. Mình đi làm đám thì mình đi ra chợ mình mua gì mang. Có gì? Chưa đi mua mình tới đám mình đi mua mình đám đi mà mình tới Tết mình có tiền mua đôi giày mang. Dạ, yeah, đó giờ có đôi giày nào không? Chưa. Từ hồi nhỏ giờ chưa có luôn. Trời ơi. Rồi đi đám mang gì? Đi mấy thường vậy đó. Mấy giáp thường vậy hả? Đôi giày đó chịu không? Chịu tặng luôn. Thôi đi để ra bàn tôi tặng. Hả? Ừ. Chứ ở đây đâu có giày đâu tặng. Có đôi giày sẵn mang đó chịu tặng luôn. Anh về anh mua đôi dép anh mang. Bà Thanh biết anh cái uống cà phê cái điều chỗ điểm điểm đó rồi nó giếm điểm cũ đó chứ giống vậy là bữa nào thấy giống vậy mà có đó đỡ ghê lên đồ ăn uống rồi coi tội hỏi sao biết mà thấy miếng mồm đó là khá thằng đông là ăn uống rồi lỡ gặp bà có quen quá quá rồi uống cà phê. Có nghĩa là biết mang uống cà phê đó hen rồi chạy lại hen. Em thấy uống phê uống người ta mình không tiền ta bao là anh em tốn bà kiện rồi á nó uống phê là thì nó la rùm trang nghe làm cho quen hả tại tánh vậy đó nói chuyện lớn tiếng luôn. Ôi, chạy ra dài hả ra dài đó sao nói nhúng nước được không mà nhúng nước để sao nói là có nhúng nước được không chưa hỏi hả? Chào mẹ luôn trời ơi. Có những loại dài hả? Không có nhúng nước được nha. Có được loại dài cưng quá trời cưng vậy ta. Vậy là mấy anh em nói giờ không ai có dài hết. Có là không gì đâu, tôi đứt cái dài rồi. Hả? Tôi đứt cái này nè, đứt cái này. Có đôi dài mà đứt hả? Đứt. Có không? Đó giờ có chưa? Có, không đứt, đứt chỗ này, đứt về vòng vòng cái này. Cái đôi đó ở đâu có? Không đi đứt, là dục luôn. Không có, mà đôi đó mua hay đâu có? Đứt là cho. Không có, có đôi trước kìa. Trước là mua. Mua hả? Đứt dục luôn rồi. Mua đôi đó nhiều, mà đó. Trăm ngàn mà. Tại đó nó dài gì trăm ngàn? Trăm rưỡi. Bởi vậy đôi dài ghẻ, nó hư quá rồi. Đôi dài này tốt không? Được. Thích không? Cưng quá trời cưng hả? Không, không hỏi thử coi có trà nước được không? Đi trà cái chốc hết đi, chốc keo hết đi. Cái này lỡ trà rồi trà nhanh thôi, đừng có để ngâm trong nước lâu, nó sức keo. Rồi đem phơi. Không có miếng nắng luôn, chứ biết sao phơi nữa. Ờ, chổng đi cho trà nước ra, chổng ngược lại luôn, chết bồ gì không được rồi. Vậy đâu trà nước được. Treo vậy nước nó ứ, nó đâu chảy ra đâu mà khô. Ứ nước. Chứ vậy là nó ư nước đó, lấy cái cây á, cắm cây xuống rồi trồng nó vô. Kiếm cái cây cắm xuống, cái cây giống như mà nướng cá lóc hầm vậy đó. Cắm xuống. Cắm xuống đất cái trồng nó dài vô. Ủa đây, tạm chế vô chặt coi. Cái buộc nó không có ra nước. Cột đó. Tại vì mới giật. Cột luôn đi. Cột là nó không ra nước đó. Không ra. Bây giờ quyết định là làm vậy đó phải không? Có cái cây ta cắm xuống cái là trồng vô là khô gan liền. Rồi, phơi kiểu Úc luôn. Chẳng sao phơi dài kiểu Úc. Giặt đồ hả? Biết giặt đồ từ hồi mấy tuổi vậy sập? Biết giặt đồ năm mấy tuổi? Giặt lâu rồi. Giặt lâu rồi hả? Biết giặt hồi lúc nào? Lúc trong bụng mẹ. Trời ơi, lúc bụng mẹ mà giặt đồ gì? Biết giặt đồ lúc trong bụng mẹ luôn hả? Giặt ngâm hay giặt? Tự giặt. Tự giặt hả? Hồi xưa là mẹ giặt phải không? Hả? Hồi xưa lại giặt? Tự giặt hả? Tự giặt hả? Đồ mình mặc mình giặt chứ. Chứ lớn rồi để mẹ giặt tội chết. Nửa xà bông nửa mới được. Ít quá rồi. Ngâm hay giặt? Để mình chảy trà hay được. Giò biết giò không? Biết giò không? Mình chảy, mình chảy. Giò á,
ơi, không biết dò hả? Dò mới được chứ vậy sao được? Đi đi. Bớt sình. Trời nó bớt sình hả? Rồi mới dò hả? Biết dò không? Đi. Biết đâu dò coi thử coi. Trời, trả cho bớt sình mới được. Dò thử coi ta biết không mới có giờ được chứ mà không biết giật đồ là không có giờ được nghe. Biết. Biết. Mốt có giờ về ai giật đồ? Hả? Có giờ về ai giật đồ? Mình giật. Mình giật hả? Sao lại cứ giờ về tôi giờ giật đồ mà giờ là mình giật luôn hả? Tự giật. Rồi. Rồi giờ làm gì? Ở phòng. Phải không? Ừ. Ai không sập nuôi hả? Ừ. Có lý quá ha. Cái này chắc đầu tắt mặt tối luôn quá. Ừ. Giặt lúa về giặt đồ cho vợ nó đầu tắt mặt tối luôn. Vậy là vợ không luôn. Không. Ai nấu cơm? Tự nấu. Tự nấu luôn, vợ không luôn. Ừ. Rồi. Vợ sáng giờ có điện nữa không? Nãy giờ có điện nữa không? Không. Vậy chứ. Máy hết pin rồi. Máy hết pin hả? Sạc chưa? Sạc rồi. Mấy cái bộ giặt đồ chạy sạc không không biết dò vậy ba. Sạc có bớt sình. Con này có cái đồ bắt chuột qua chắc sình dữ lắm rồi. Sạc cái rồi đầu xả nước nó ra bỏ cái mới giặt lại nước khác nha. Biết rồi. Cái nước nó sình không rồi. Nhất là cái quần á. Xả nước bỏ nước dơ đi. Bỏ nước dơ rồi lát làm lại nước khác. Có cái toilet mà không đi rồi đi cầu cá không vậy đó. Cầu cá. Sao kỳ á. Sao đi trong đây nè. Quen hả? Không quen. Không quen hả? Ừ. Bãi liễu đi vô à, không quen ngồi cầu cá quen à phải không? Ừ. Như cầu cá mát hơn hả? Mát hơn. Má chơi chút hỉ chút mừng. Vậy sao mà mắt nãy anh qua nhà anh đó anh kêu sống vô đi. Rồi, đi cầu cá nó quen rồi em, đi cầu máy được. Rồi, rồi vậy là qua nay nín luôn hả? Nín. Trời ơi. Ở nhà anh có một cái toilet mà giống như cầu cá luôn ngồi trong hổm á. Ở đậu không thấy. Anh sao quá. Mà không phải cầu cá nghe, nhưng mà toilet vậy mà cái dạng ngồi. Ngồi. Cái ở trong thì tức giống thế này, còn cái sau là ngồi chùm hổm. Ừ, vậy sao không đi? Qua không thấy. Trời ơi, nhịn qua này luôn. Nhịn. Rồi đi mấy chỗ khác không có cầu cá rồi sao? Để thằng máy. Gì để thằng máy? Cái gì mà để thằng máy? Cái gì? Cái gì mà để thằng máy? Cầu này nè, giống cầu với ông Hoài dưới đâu. Trời ơi, qua này vậy rồi nhịn luôn. Nhịn luôn. Nhìn luôn thì sao chịu nổi? Nhìn được. Rồi hôm về bên Minh Kha ngủ sao không 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 đi? Không. Sao hả? Đi xuống đáy ông la hoài. La gì? Đi tiểu. Sao la? Không cho đáy ông ngồi kêu thức rồi sáng đi uống phê, ghiền cà phê. Làm gì mà không cho đáy ông thầy? Lên xuống, ông lên xuống lên hoài. Lên xuống làm gì? À, tối nhỏ nào điện hỏi, ở ngoài Mỹ cho cái bự giường đó. Người cho giường sập hả? Ừ. Điện sập hả gì? Ừ, điện lên máy Minh Kha. Rồi sao? Hỏi khỏe không? Uống thuốc đều đều không? Hỏi tao sập hen. Ừ. Rồi sập nó sao? Uống thuốc đều đều. Uống thuốc đều đều. Hôm nay nhớ uống thuốc nha. Ừ. Chú ăn cơm. Ủa, ăn gọi chú uống thuốc. Không, giờ để ăn cơm chiều luôn đi ngủ. Thôi, ăn cử no rồi. Hả? No rồi. No hả? Ăn nãy giờ no luôn hả? Nó thịt heo ăn không nổi luôn. Quá trời đồ ăn không nổi luôn hả? Thịt heo rồi heo rồi vịt chìm lông chân nữa. Ừ. Nhãn nữa. Mày nghĩ sao mà nín mắt đi mà không đi nín về đây túm giò hết. Túm thật. Giò. Ơi. Quần này má mất đi chợ mua hai cái quần cọc mà. Mua quần giống anh đưa đây má. Ừ, đi chơi bằng năm. Ừ. Quần thì vậy. Nếu mà sợ không biết diễn tả cho tại sao thì giặt cái quần sạch ra đem quần nó theo đưa cho ta coi nó bán giống quần giống giày. Ừ. Cho dễ nha. Ừ. Chứ để thôi lên chảnh không biết nói sao người ta không biết đường bán á thì cái đó mặc thoải mái lắm nó. Ừ. Không có chứ mặc cái quần đó trong mặc cái quần này ngoài ai chịu nổi nó bó nó chật. Hôm qua đi bắt chuột không cởi cái quần dài ra mặc quần sọt tới bắt không. Sao sợ cái quần thấy cái quần chết. Sao thấy được, mặc quần thấy gì? Mặc quần cục thì đâu thấy, quần sọt đó đâu thấy được. Lau quần sọt đó, sắp gách hay gì? Đúng cũ rồi, bỏ. Cũ hả? Đậu nước thì bỏ. Ừ, đậu nước bỏ, giặt lại nước nữa nha. Chơi, chơi ba nước luôn. Nó sáng khoan, xả. Ừ, xả cái. Xả cái đi.
Trừ 3 nước luôn hả? Trừ 3 nước. Rồi có giò không? Thôi thấy trà không vậy? Chưa, đổ nước rồi. Nước thứ hai này là giò phải không? Xả nhồi xả cái đi rồi hả? Hả bỏ xà bông vô giặt lại. Để coi làm sao nha, coi có giờ được không? Trừ 3 nước luôn. Trừ 3 nước luôn. Hai nước được rồi. Xả nước đó ra cái bỏ xà bông vô giặt lại cái là sạch rồi đó. Còn xả thì phải xả nhiều nước. Không thấy giò chứ sập. Quần này muốn tới rồi. Quần này muốn tới rồi hả? Chờ 3 nước luôn. Chờ giặt đầu 3 nước vậy đó. Mà còn giặt xà bông nữa không? Không. Xả không hả? Ừ. Chị sạch không ta? Sạch không sạch. Thấy nước còn đục cái ngang. Nhỏ xả nước nữa, 3 nước. Tưởng nó giặt xà bông 3 nước chứ. Mùa này qua bắt chuột nè, chú khai dí cộng cộng. Thấy mấy anh bắt chuột vậy được không? Được, bên khai chụp chuột kỳ cục. Chụp chuột kỳ cục hả? Sao mà kỳ cục? Chụp chuột chạy ra, bỏ vô sẽ cắn giò chết không? Cắn giò hả? Đổ nước hả? Chụp gì đâu mà nhào xuống đường nước luôn hả? Ừ. Chụp không nghề chứ mà mình sợp chụp nó giỏi. Mình khai chụp gì đâu lọt xuống mương luôn rồi. Đi bắt chuột mà giống như đi bắt cá luôn phải không? Ồ, cái bẩn cái tự giặt. Ờ. Đồ ai giặt. Đồ ai nó giặt phải không? Người đồ mẹ hay giặt. Đồ mẹ. Đồ mẹ bé liễu giặt ha. Ừ, đúng rồi, bé liễu giặt đồ mẹ đúng rồi đó. Đồ đồ trong tự mà tối về trong tắm rửa xong, tắm rửa xong nó giặt. Nhưng mà lúc nào bé liễu xanh này giặt, lúc bé liễu xanh này giặt đồ mẹ. Chắc mẹ giặt quá hả? Nếu mà bé liễu ví dụ như lúc bé liễu xanh á thì mà bà, bé liễu vô xả luôn nước đó, ví dụ như đi không có nhà, nó cơm hộp không chứ đó quên đâu cái gì bà mở nó cơm hộp không bà, phá nước ra đi ồn quá phá nước lại chưa đi xả chú tắm luôn chú tắm luôn hả chú tắm để cửa nha để cửa vậy nha anh quay tắm luôn có ở chuồng gì đâu gì đâu ồn rồi quay khúc trên thôi mấy khúc trên thôi tắm lỡ chuồng hả tắm lỡ chuồng tắm lỡ chuồng lỡ tắm lỡ chuồng vậy thôi vô anh vô trong rồi đóng cửa lại được không tắm ở ngoài đóng cửa xuống đóng cửa hả đóng cửa tắm lỡ chuồng thì đóng cửa lại lát anh đi vô trong nhà tắm với em luôn rồi đóng cửa lại rồi quay họ quay rồi cũng còn ảnh quay rồi thôi nghĩ sao mà không lẽ quay thiệt mà sợ mà anh cần anh chở đi không rồi đi tâm đi xe đạp luôn hen ờ vậy thôi là anh về nghe về đi mốt gặp lại mốt cứu trợ với ông đi có cứu trợ là đi với anh phải không đi vui không vui rồi vậy thì có cứu trợ cho hay hen rồi vậy phơi đồ đi rồi đi lấy tiền anh đi về nghe bye bye có chút gì không chúc giàu sức khỏe giàu trăm năm hạnh phúc tiền như nước chết mẹ tiền ra như nước tiền tàn mạc luôn quá tiền vô như nước đúng rồi tiền ra như nước chết luôn giàu sức khỏe giàu vô có lý cái gì tiền vô như nước tiền vô như nước rồi sao nữa nước Việt Nam uống game mà phú lưu à ông đó là chủ đất hay gì chủ cò cò hen cò ông cò là tiền mập hả ông không có cái tên đó là tên ổng hay là biệt danh ông cò lúa không có mà cái tên tí mà là biệt danh hay là cái tên một cọc tiền má bỏ một cọc tiền vậy nè bỏ rồi má ông đó cò lúa ông nội mai giác bánh lúa xanh mai giác cắt xong rồi mời có biết kế hoạch là giác nhiêu không giác con ghe à con ghe một đi đây rất mệt cực chứ hả đi xe đạp chứ không nổi thôi không xe đạp đi đây đi bến chắc đổ giá cái gì bạn chở rồi cái gà con hùng tiền xăng nhiêu đổ xăng nước 50 anh chắc xa đồng đi hết lúa rồi mấy giờ thức đi 4 giờ đi mấy giờ về qua sáng về sớm má quà bắt chuột cũng dùng đưa cho sếp đó cũng dùng 10 cán à cũng như 10 cán hả ở chuột mày sao ở động mày sao cũng dùng đâu động chuột cơm chứ có cũng dùng đưa cho bắt cho sếp mai bắt đem theo ăn cơm đưa cho sếp làm rồi mời đem theo ăn cơm hả vậy là mời mình khỏi bằng đồ ăn hả phải không mời chỉ đem cơm theo thôi
theo cơm ăn theo. Vậy là ông tiếp mình ông đem về ông bằng chuột rồi chuột ông đem theo. Má ơi, chuột bự gắn cũng có nữa, gắn nước. Có gắn không mấy con? Bự không còn. Quay mình nó nổi nó đầy luôn sao? Không còn hả? Bự không còn. Bự không? Bự gắn nước. Bự phải lớn. Cá cầm tay à? Đâu dữ hả? Gắn nước giờ làm gì con? Có không có bắt bỏ vô bà bắt sống. Rồi cứ đâu gắn nước cầm tay dữ thần á. Có mấy ông kia bắt chuột đó, bắt đi ship ơi, mà đem theo con cơm. Được, có đem không? Có mà đôi ship mặn rồi biết. Mà không có đem không á? Đem không đem. Hôm nay đi ác dành dùm được nhiêu tiền rồi? Đủ xài. Đủ xài trời, nói hà làm cho có thẻ nữa, làm cho thẻ đủ xài gì trời. Chưa lấy, chưa làm chưa ở không đi làm. Mà làm chưa? Chưa, mai mốt làm. Thì dành dùm tiền đi, mai mốt anh Kha có làm một cái thẻ dùm rồi nạp vô, có thẻ để dành tới vợ. Ừ, biết rồi. Chứ để xài hết thì sao? Mà đều cất kỹ nha. Cất kỹ. Cất tiền kỹ nha. Không có cho ai nha. Tiền tắm tao đem theo, bỏ nhà bọm lắm. Trời ơi, bậy. Tắm rồi phải đem theo, đi đâu rồi phải đem theo. Tắm cũng đem theo luôn hả? Tắm tao bỏ trên túi áo, từ đóng cửa rồi tắm. Mặc áo sao tắm? Cởi áo ra tắm. Thế áo ra rồi máng áo lên. Ừ. Cái bóp nằm trong túi áo. Ừ. Ừ, giữ kỹ dữ gì hả? Giữ kỹ. Người đâu của đó phải không? Còn quan trọng là em đi ra đường kìa, ở nhà sao gì? Để ra đường rồi á, em xài phung phí rồi nó hết tiền em á. Biết rồi. Xài phung phí chứ đừng có để ai dụ nha. Em nữa mua cơm mua hộp sòn cứ vợ gì nữa đó. Giờ mua không ngày mua được mấy hộp rồi? Chưa mua hộp nào, đi giác lúa về tối thui không, về tay tắm rửa giặt đồ. Trời ơi, hộp sòn mà không để mua, không đi dành cứ vợ rồi nó mốt rồi xài hết rồi là hộp sòn đâu cứ. Cứ hoa hậu mà nhiều tiền lắm. Em nghèo đấy, có đồ chưa? Có, con cô điện bài. Ở đâu? Nào? Trong điện thoại đâu vậy? Mà hỏi em ở đâu á, em đó ở đâu? À, ở trên kia rồi. Nhỏ có gấu hả? Nhỏ khác nữa. Gì hả? Nhỏ có gấu nghỉ quen hả? Ừ. Nhỏ khác nữa. Đẹp không? Nói điện là tối, giấc lúa điện bài vậy. Đẹp không? Mày có thấy hình không? Có số. Rồi điện số nghe tiếng nói thôi chứ không chưa thấy hình phải không? Chưa. Người ta điện em hay em điện người ta? Nhỏ kia điện. Gì hả? Điện nói gì vậy? Trong chuyện giờ hỏi gì vậy? Trời ơi, điện hỏi bật mí xíu coi cho tao tôi mừng giùm cho. À, trong chuyện bí mật nói không được. Trời ơi, vậy hả? Tuổi tác gì không? Nhiều tuổi được không? Chưa. Chưa em. Người em hỏi người đó là sao? Gặp quen. Gặp quen hỏi sao? Hỏi điện răng chắc lúa điện hoài quý. Ôi, răng chắc lúa rồi điện hoài rồi sao? Điện răng đắt, điện lợi nữa. Gì hả? Có hỏi tâm là em nhiêu tuổi, em nặng nhiêu ký rồi không? Không có hỏi. Chắc lúa điện hoài không có máy. Rồi mình không có thấy mặt vậy rồi mới mốt lỡ gặp ngoài xấu rồi sao? Có mày cưới. Ừ. Rồi làm kiếm tiền cưới. Không có, không gặp mặt rồi nghe điện thoại không vậy rồi không gặp mặt rồi mới mốt rồi lỡ gặp xấu rồi sao? Xấu mình luôn nuôi. Xấu không được đó hả? Ừ. Vậy kìa, hổm tiêu chuẩn là hoa hậu không, bữa nay là 6 triệu luôn hả? Xấu để chưa thấy mặt ngoài chứ. Ờ, có gặp mặt mới được chứ. Ừ. Người lỡ người đó xin tiền cho không? Không. Bảo vệ tài sản hen. Tiền cho. Không cho tiền nói sao? Tiền nó mặn đâu xin ai xin tiền chi nữa. Nói thành vợ tôi đi tôi mới cho phải không? Ừ. Rồi chừng nào về làm dâu má tôi đi, về nhà tôi đi tôi mới cho phải không? Được rồi. À. Chứ mình sập đừng có vụ nhậu xỉn vô nghe, nhậu xỉn vô là cho mút bức luôn đó. Ủa cho à? Mình sập nhậu vô chơi bức lóc à. Ẩm trúng số được 200. Bữa hổm nghe nói là mua cả chục tờ luôn mà. Có hai tờ ông nội ơi. Ba, bữa nay anh mua không? Thì không, anh không có mua. Thì bữa đó anh với sập mua ở quán cà phê Mỹ An đó. Có hai tờ. Bữa đi trong vách á. Bữa anh mới điện cho Tấn á là chúng đi ra sập là được trúng 2 tờ 70 đồng chứ đâu. Trúng đồng. Anh mới được 2 tờ nữa. Mà lâu trúng tờ nữa. Thì bởi vậy anh mới được 1 tờ nữa. Bữa đó em cho ai chứ ai? Chỉ số á. Không có cho. Không có cho, có 2 tờ à. Ông thắng sao anh tính trúng tờ đi. Không có, anh không có. Tại vì tôi với sập mua chung một chỗ là đồng thời mua 70 luôn chịu. Thôi đồng chung đặc biệt rồi quá trời. Tôi mới điện Tấn nè kêu sập chúng 70 mà không biết mấy tờ thôi để có hai tờ đổi luôn rồi, đổi luôn rồi. Ba tờ lần nhớ coi nhớ kỹ lên coi. Có hai tờ à. Cãi ba tờ còn tờ kia nhớ kỹ lên coi. Tờ kia giặt đồ gách lên tờ rồi. Không thấy. Có hai tờ. Bữa đó tặng cái người đẹp kia hết tờ. Có tờ chúng cái gì mà? Có người đẹp. Người đẹp nào vậy? Có người đẹp bữa trong nhà dắt á. Người bữa đó sợ yêu người đó luôn. Cái hôn tay ta đấy mà. Tặng tờ luôn rồi. Không có biết luôn kìa. Có hôn đâu trời. Cha hôn tay người ta cái cỡ gì. Không có yếu vậy. Sao tớ biết? Cho nhỏ nào trời tớ quên rồi. Trời trời. Không có hôn không nội. Không xét. Mẹ xe qua ra ngoài có hôn không? Không. Thiệt tặng chưa?
không nhậu không không có không ở ngoài đất tài liếu liếu bà thạch rồi lén lè lém đi bà nhỏ khác mọi người nhỏ nào nhỏ khác nhớ là gai bữa đó tặng ai tắm nhỏ tao quên bữa đó không chút là bị anh đích anh tha ừ. Tới anh phát chúng có hai tàu là mừng từ thiện mất rồi thôi chúng là từ thiện luôn hả chúng là từ thiện luôn phải không ừ. Cũng sợ phải có em đâu em từ thiện cái như để dành với cái để mình chờ cho được cái gì mình chưa từ thiện bớt ồ rồi hay quá giờ này là họ hỏi sạp rồi chúng có từ thiện không sẽ từ thiện sạp không không để không. Không để tiền cứ có vợ trời có vợ vợ cũng đi cũng vậy hả có chúng nhiều quá mình làm từ thiện bớt chưa chúng đâu ví dụ chúng á dụ chúng độc đắc có làm từ thiện không có làm sao cho ai nhiêu cho 100 ngàn trời ơi cho ít vậy làm từ thiện chúng đặc biệt cả 2 tỷ luôn mà chưa chúng ví dụ chúng á dụ chúng là sao chưa sáng không mua sáng mua 2 giờ trước đó rồi chúng đi tính ra ông ơi chúng rồi tính chúng đi tính hả chưa chúng chờ tính gọt chưa chúng thăm dò ý kiến mà chưa chúng cái bữa hả mà hơi chúng anh nam tháng mà chúng đập bè anh tính là tháng cho đập bè cái anh sập cái mặt lưới liếu cho chết rồi chúng số sập cho dễ lầu luôn trời ơi chúng số dễ lầu dò lo luôn vậy hơn chúng ra hơn chúng nhỏ đó sập chúng trần dục ngủ nghe cuối cùng chúng 100 ngàn cái phải đặc biệt yên quá hay sập chúng có 200 mà tại bữa đó anh biết em chúng anh điện xuống gặp Tấn Tấn tao đi giác lúa sợ em lỡ chúng em không biết em bỏ á không biết em dục ổn tại em không biết dò nhiều mua nhiều lắm mà tao thấy mua nhiều lắm mà trước lớp trơn rồi mua xuống rồi bữa đó là ai dò dùng chị hai bắt thối hả ờ chị hai dò dùng đổi luôn rồi à, đổi luôn phải không đổi vậy dưới vô về đó vậy 100 ngàn sao đủ luôn luôn ủa không có vợ từ từ cứ em cứ gặp con nó chơi gặp con nhỏ nào là không biết làm hay mình ai thân là gặp không để không làm dứt sạch nuôi mình làm vợ nó nuôi ha gặp luôn rồi nhỏ bóp đi mặn còn gì hết lúa đi mặn hồ à, biết mặn hồ không biết trời mặn hồ dữ lắm mà có giờ có mặn hồ lần nào chưa có mặn dữ không ủa còn mấy người ta ở nhà ra ta đừng đi làm sướng chết đừng đi làm chi đó cực trời làm kiếm tiền xài xin đâu đủ ai cho cũng biết thân phận nói nói nhưng mà không xin ai sợ cũng biết là chịu khó đi làm để kiếm tiền xài chứ không xin ai bán lúa không có cái nào mình giá lúa mình uống phê 10 ngàn mua với số đóng hụi chết 10 ngàn thôi mày mốt mua số ít lại nghe mua quá trời mua mua ít lại thôi nếu mà sạp giờ nếu mà có chúng đặc biệt mà người ta có dò dùm chúng đặc biệt mà giống có thể là có chuyện tốt để ra sao biết chúng đặc biệt nguy hiểm đó đúng rồi có khả năng là sạp không biết luôn biệt, không biết chắc luôn chứ khả năng gì mày mốt mua số nè có mua số là về nhờ chị hai dò biết rồi ừ chứ không có đưa ai dò bậy nghe chúng đặc biệt mà sạp đừng nói là tình huống đặc biệt mà tình huống chừng khoảng 10 triệu thôi 10 triệu chưa chắc gì nhận được nữa 10 triệu đúng rồi người ta dò người ta nói là bộ chặt cái người ta vô qua bên cái sạp đi chút xíu qua lại ta lụm không có mà mấy người ta biết sạp khờ ra ta mới làm vậy còn mấy người không biết thì tao nói gì cái chuyện gì nó cũng có khả năng chứ chuyện gì nó cũng có khả năng hết ta biết khờ là ta dễ khả năng cao lắm tùy theo người thôi cái người xấu là tiêu gặp người tốt tiêu. Thì được phải mua số về nhờ người quen dò nha biết làm chống được số 22 nữa 200 ngàn hồi nào số 22 đám dưới đó đám ăn tiệc đám nào số thấy thèm mà ta số hoài ha đám dưới đám đội trưởng à đám nhà đội trưởng hả muốn kêu sao ly xuống trả dần nhạc xuống rồi về trước bữa đó cũng trúng nữa hả trúng được 200 nữa bữa đó dám có ca bài nào không không mình xỉn mình về trước có lý quá ha chiếm lên dễ sống ca sập rồi không biết ca cái bài buồn làm chim ơi để làm gì không biết ca thế là mệt lại về trước xỉn mình về trước về tốt xỉn mấy đó còn nhậu mấy thùng chai cỡ nào cỡ diễn viên Hàn Quốc không diễn viên Hàn Quốc diễn viên Hàn Quốc biết người nào không để bởi vì hai thằng đẹp trai nên muốn cưới vợ là phải cưới hoa hậu chứ đâu có cưới thường thường được cưới đúng không hai thằng diễn viên Hàn Quốc biết Trang Anh Chua không biết toàn không biết Trang Anh Chua luôn bồng điện á Trang Anh Chua là nổi tiếng lắm á bồng điện nó cá lên à, đúng rồi mà biết Trang Anh Chua đó không biết toàn con hay với bác rồi bồng điện có bông súng đúng rồi Trang Anh Chua là bồng điện nấu cá lên bông súng có gì đâu không biết Trang Anh Chua là người Hàn Quốc nghe biết cũng thầy quá quyết Trang Anh Chua luôn hay thiệt bạn hay gì sao Trang Anh Chua đó bạn em hay gì ủa tao nấu Anh Chua lâu lắm rồi bơm điển danh
Kêu anh đi, gán kêu anh đi. Từ từ quen sửa rồi. Quen hả? Còn sửa lần sửa cho anh. Anh tính kêu kìa. Quen em kêu anh bằng anh được không? Thế sao à? Chứ tính rồi. Kêu bằng anh tính được không? Được. Kêu rồi. Chứ tính. Kêu anh tính rồi. Thế ổng á, 400 ngàn chưa trả ngàn được á. Cái gì? 400 ngàn chưa trả anh thiếu ai? Cái gì 400 ngàn chưa trả vậy? Nói chứ thề, thề xế á. Tài xế á là muốn anh mà chưa trả cho anh. Anh Kha thiếu 1 tấn, 1 tấn anh tài xế. Vậy là mọi người nhớ nghe, anh Kha thiếu tôi 400. Kỳ quá, thiếu quả anh trả. Dỗ nó cho uống nước chứ. Đúng rồi. Sao rồi con? Phe là uống nước xong chưa? Cô Teo uống xong chưa? Mẹ coi coi, cho uống nước lại chưa? Đúng rồi. Ơi cưng quá, nhà có cục vàng. Giống nhéo này, cô lại gần cháu, cô cố gắng đừng có bỏ khẩu trang ngang nha. Dạ, bịt khẩu trang xuống nha cô. Giống nhéo. Hả ông kìa, hả ông kìa. Cưng quá, trời ơi, cười. Con kìa. Xong con kìa, cưng quá hả? Ghét gì đâu. Giống trời, ông cũng cho được... được một cháu rất là bụ bẩm luôn, dễ thương. Nhiều chuyện. Lực một chuyện. Cười quá trời cười. Cười dữ hả? Gì cười dữ hả? Trong nhân. Cuối cùng cái tên trong nhân là ai đặt? Liễu? Mà Út con ạ. Mà Út hả? Gì mấy giấy? Bà Lan gửi Út tụi rất thích chắc luôn. Bà Lan á. Kìa dòm em kìa, kiếm em kìa, ngước mặt lên kiếm kìa. Kiếm gì? Trời ơi, nói chuyện với mẹ kìa. Trời ơi. Nhiều chuyện là Trung Quốc à. Cô có cưng cháu quá, cũng cố gắng đừng hung nữa nha cô. Con là Trung Quốc à. Đừng có tháo khẩu trang rồi hung nữa nha. Con là Trung Quốc à. Mình gắn hết bệnh đi rồi hung. Ôi trời ơi. Đọc lại chúng nhỏ hay sao? Giữ thằng kìa. Nói chuyện kìa, ngước lên kìa, kiếm kìa. Con là Trung Quốc à. Có ai được thơm đâu. Kìa nói gì kìa. Nói gì? Dạ chứ gì hả? Dạ cái gì vậy? Chuyện gì có mỏ. Bà Lân rồi. Quá trời nói chuyện rồi. Bà Lân rồi. Bà Lân cùng chú Đình Nhân rồi. Ông mùa chết luôn. Sao có chồng nhân thấy hạnh phúc không Liễu? Hạnh phúc, ông mùa chết luôn. Cưng lắm luôn. Ông mùa chết luôn. Ông đồng người ta không phải con của người ta còn cưng mà. Ông mùa chết luôn. Làm gì giọng nhẹo, là chú quốc à. Ông nói nghe nè. Ông nói không gì nhẹ thôi nghe. Cái tay của ta, cái tay của ta. Cái tay là gì của ta? Cái tay hả? Ông kêu là mình nhỏ bằng cái tay không à. Tết rồi, rồi nói chuyện nó ca ca. Thế rồi. Nói gì dữ vậy? Nói gì dữ vậy? Trời ơi. Đồ uống sữa đây dạ? Không có. Dẹo thôi đó. Chơi hả? Tôi kẹo cụm nhân giống như vậy, tính chủ nhân ơi. Dạ. Thèm hung hôm nay tôi cũng giống hung đó. Giống nhéo rồi. Quá trời thiệt nhéo mà. Ngước mặt lên liếc lên nhìn mẹ hoài luôn thấy không? Tê luôn rồi. Cười tê tét luôn. Hả hổng? Quá rồi. Thấy không trời ơi cười. Mày nhéo quá. Liệu đó giờ có thấy ai thịt thơm không Liệu? Thơm. Vậy chứ cục vàng của mình thịt là thơm đó. Chuyện đó. Chủ như thế à?
Tới à. Mua tài mua chừng rồi kìa. Hả không rồi kìa. Thằng dung tâm con kìa. Mấy cái tả cô nếu như mà nó không có đi cầu á, mà nó đi tiểu á thì mình để cho nó nặng nặng mình nó thay nha. Mình đừng có thay liên tục. Tả nó cũng mắc tiền lắm đó. Mốt cái lỡ mình quên không có cho nữa mình mua tốn nhiều tiền lắm. Nhẹ nhẹ em. Nhẹ. Đừng nhẹ hết trời ơi. Nhúng nhéo quá trời. Ai cưng mày đâu. Cái hôm là chú Út đây à, về tối đúng không à, đúng không em. Nhẹ nhẹ thôi trời ơi. Cười mà mua thuốc chịu về tao sạch cho. Sạch rồi. Tao thuốc được biết trời. Cái gọi tướng đi rồi nhắc nhắc xịt thuốc gì kỳ cục. Ráng là cái mướn cái tiền nó muốn nói. Rồi thường thường ai xịt tấn xịt bằng cái bình gì? Bình bự á. Bình máy bơm hay là bình xịt. Bình gạch máy hen. Máy xịt luôn hen. Mua hen. Ba bình thuốc cái gì? Ừ, hai công ba công hả? Ba công ba bình. Bình hai ba ba bình hai bình thuốc. Rồi kỹ thuật đồ sao? Hả? Kỹ thuật đồ sao ai làm ai biết? Em biết. Biết luôn hả? Hay dữ ta? Không dám gãy gà đó. Ồ, vậy là biết tới cử đồ sao sao sâu gầy đồ biết coi không? Vậy là sạp đó giờ nó không biết mần ruộng luôn không? Có mần sửa lúa dậm lúa bằng móc không à, dậm đây không biết dậm. Không. Vậy mà mỗi lần mà kêu sạp là năng nỉ chẳng ai không? Tao không nỉ vậy, dậm lúa cũng năng nỉ chẳng ai, phải sạp phụ vô bộ không không? Không có tự động hả sạp? Không. Dậm biết không? Dậm chút phơ bên, nửa bên, đang dậm nửa bên, đang chút đi uống phê. Sao dậm chưa xong? Dậm chưa xong đi uống phê rồi. Dậm nửa bên xong đi uống phê chiều dậm tiếp. À, nghỉ chưa á? Cô con về nha cô. Dạ. Rồi, vậy nha. Năm tần số hai cho hả? Chừng nào tới? Khoảng tấn hả? Liêu không nhớ hả? Cô nhớ không cô? Biết. Cô không nhớ luôn hả? Biết ăn xong mới nhớ hết rồi. Trời ơi, hai mẹ con không ai nhớ luôn. Nhớ. Rồi, biết nhớ. Rồi vậy con chào cô nha. Vậy chừng nào tới thì cho hay. Rồi. Rồi. Vậy rồi tấn nhớ ngày không? Nhớ ngày nào? 26/7/11 hả? 26/7/11 âm lịch phải không? Ừ. Chắc anh em tới coi lại ông chết là về đêm giờ ông chết là nửa tháng mới Tết á. Nửa tháng mới Tết. Ừ. Nửa tháng nữa mới Tết thì đâu phải tháng 11. Không, ông chết là tháng 11. Dừng ra tháng 11 vừa tháng 11 đó, ông bị nửa tháng mới Tết. À. Chết mồ, vậy có ghi sổ không? Không, không có, chắc nửa tháng mới Tết. Nửa tháng mới Tết thì phải tháng 12 chứ sao tháng 11 ta? Không, mà lần tháng 11 mà ông chết tháng 6, 7, tháng 11. Ừ. À, tính tháng 11 đi, tính vậy đi, mai mốt coi lại đi. Ừ, coi kỹ lại đi, chứ mời chật lất ngày chưa, xuống. Chưa, chưa mời trước á. Mời trước hăng, thì mốt cho hai ngày kỹ lên nha. Ừ, nó thế thật là không ai đi hết á. Đâu quá, ông chết là... Ngoại mà bộ ghi mà, bộ ghi á. Bộ ghi hả? Đó mày tháng mời không ai đi chứ hả? Ừ. Sao kỳ á? Sạp không mời đúng ngày. Sạp mời không ai đi hả? Ừ. Ừ. Rồi em có mời không? Hồi đầy tháng á, không hả? Không có bạn nào mà mời. Không có bạn luôn hả? Clip tổng em chết nó không có đăng mời hả? Ờ. Vậy không, chắc tới Kha, Kha chắc nhớ, Kha chắc biết à. Kha nhớ, chắc Kha nó nhớ. Bạn em nhớ là về chắc... Vài ngày chết. Về em chắc 5 ngày em chết, 5 ngày em chết. Đấm rõ ra 45 bạn. 45 chùng ngày ta. Chết bên 26, 7, 11. Ờ, thôi để tới đó đi, tới đó đi mấy anh coi ngày lại cho. Coi chắc mình Kha biết á. Kha thắc biết á. Ừ. Rồi thôi anh về nha. Chào cả gia đình mình. Ừ. Rồi chúc sức khỏe gia đình mình nha. Rồi xin phép là video tại đây luôn, xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.